Hello, xin chào cô chú. Hôm nay mẹ Chay bắt đầu một cái video clip hơi trễ. Con muốn ngồi ăn chả chơi hả? Dạ mẹ đi, hung mẹ miếng. Hung đàng hoàng, hung này hung xạo nè. Thôi, đây nè, lên mẹ lấy, ngồi lên. Ồ, ngồi lên nha. Chờ chút, để mẹ dựng lên, mẹ cho lên ngồi. Đó, 1, 2, 3. Baby shark, do, mommy shark. Cô chú ơi, coi Chay kìa, ngồi khép lại chút. Baby shark, do, mommy shark, do, daddy shark, do, daddy shark, grandma shark, do. Không, mới đứng lại. Trời ơi, giờ nó xiết luôn rồi. Làm sao? Xiết luôn rồi phải không? Mẹ cho Chay xuống rồi cô chú ơi. Rồi đi đến răng nha. Đi đến răng xong đi ngủ nha. Cô của nó đang nhăn răng đây cô chú coi coi răng đẹp không? Cô chú em đang mọc một cái răng. Sao ưa la vậy? Đây. Đây nè. Để đánh răng cho cô chú coi nè. Rồi đánh răng nha. Rồi đánh đi. Cầm đàng hoàng. Mẹ đưa con cầm thì con phải sửa lại cái tư thế cầm. Đánh đi. Nhăn răng đây cho cô chú coi. Đánh đi. Rồi đây nè, đó. Rồi tới con này. Rồi tới con. Rồi đây nè cô chú, em mọc một cái răng. Em mọc một cái răng chân này nè cô chú. Bây giờ hả mày ra mẹ mới thấy nè. Hèn chi mấy ngày nay khó chịu nè. Trời ơi, nó mọc cái răng ở trong á hả? Hèn chi nó lấy cái hay lấy đồ nó cắn ở trong đó. Trời ơi, cái răng nó răng nhai đó, răng nó đau lắm đó. Nè, đó. Em hứng nước đó cô chú. Trời đất ơi, nó tưới lên cái đầm nó rồi. Chút vô phải thay đồ nữa. Rồi, đánh đi. Không đánh là mẹ cho đi xuống đó, đánh lưỡi nè. À, con hứng nước để con thọc cái con bỏ cái rửa miệng đúng rồi, giỏi. Thôi được rồi, thấy chưa đổ ướt keo đầm rồi, thấy chưa? Giờ vô đây là phá phải không? Phá là cho ra nè, phá là mẹ đánh răng cho cái cho ra nè, đưa răng này. Giờ phá nè, giờ là tới giờ đại phá nè cô chú rồi. Rồi đi rửa tay mẹ rửa tay đó, rửa tay đó. Rồi rửa mặt luôn đó. xạo không à. Bây giờ bữa nay mẹ Chay bận nên bắt đầu cái video clip của Chay lúc 3 giờ chiều rồi cô chú ơi. Nay là Chay không có được đi chơi như hôm qua tại vì hôm nay trời mưa. Rồi đi, giờ đeo thay đồ nè, vô thay đồ đi ngủ nè, đi. Này con ngủ làm sao? Đi ngủ làm sao? Để chơi chung với. Đúng rồi. Hà bút chì bờ đà mặt xì đà. Đâu rồi? Năm vú rồi, đây mẹ lấy năm vú rồi. Năm vú em đâu rồi? Rồi vô thay đồ thay tả rồi mẹ lau chùi con sạch sẽ xong rồi phải đi ngủ nha. Đi ngủ rồi chiều ba về ba chở đi chơi nha. Dạ rồi anh nghe đi chơi nó dạ liền. Thứ ham chơi. Ai đó ai đang nằm ngủ á? Ai đang nằm ngủ? Kỳ ba. Xuống đi, xuống chơi với Kỳ đi.
Trời ơi cả chó. Cô chú coi nó nằm dưới kỳ nè. Nó nằm dưới kỳ nè cô chú ơi. Kỳ nó đi giá đi. Cô là ai? Đi giá đi. Không kỳ. Không có không kỳ nha. Từ từ đi, hôm sau mốt con lớn đi không? Giờ đừng hôn, từ từ đi. Trời ơi coi kìa, coi kìa. Trời ơi có ôm kỳ luôn kìa. Ba nó thấy vậy là ba nó khoái lắm, đừng. Rồi thôi được rồi đó. Rồi đây nè cô chú ơi, mẹ mới thay đồ cho em xong rồi. Bây giờ em ngủ nha. Khò khò nha. Một chút nữa mày gặp lại. Bye bye. Chào mẹ Trúc, sắn tay áo lên. Sắn tay áo lên ăn nè. Đó, chơi về nhà. Chơi ăn sụn viên cô chú ơi. Thèm sụn viên mà nó thèm cái gì mà thèm dữ em biết. Chi đâu có sụn viên thôi mà nó làm. Mâm mâm nha, để mẹ lựa cho con muối ngon. Tóc đâu? Thương mẹ để đâu? Thương mẹ để đâu phải không? Mũi xẹp đâu? Đúng rồi, lỗ tai đâu? Ears. Where are your ears? I just taught you earlier. Ears. Good job, JD. Here. Má ăn sầu riêng đây. Ăn sầu riêng cho cô chú coi cho ăn sầu riêng đây. Ai mua sầu riêng? Có ai chơi mua sầu riêng? Xin dừng chân ghé quán tôi đây không bán sầu riêng, tôi đây chỉ bán cà phê chay. Ngon không? Thúi quá. Thúi quá kìa, ba nói thúi quá kìa. Nè ăn muối này ngon nè con, miếng này ngon nè. Miếng này ngon nè. Ăn thôi, mẹ đưa cho cắn thôi chứ không có bóc. À. Ngon không? Ăn luôn hả? Tham ăn. Con tham ăn sầu riêng. Ngon không? Vô, 1, 2, 3, vô. Mời cô chú ăn chưa? Mời cho cô chú ăn với. Cho cô chú ăn với nè. Cho cô chú ăn đi. Nó nhìn ba nó. Yummy in my tummy. I can't wait till we're done with the taxes, right? Đổi đầu. À, đổi đầu này. Con đổi con cầm đầu này nè. Đó. Đúng rồi. Thánh sầu riêng đó cô chú. Cô chú nào ăn sầu riêng nhớ chừa chay muối nha. Ooh, baby got some more milk. Good job, baby. So good. Here. You wanna bite? Oh yeah. Isn't it so good? Ngon không? Giỏi quá. Ngon lắm á. Trời ơi, muối này ngon à. Muối này ngon. Muối này béo dữ lắm, béo. Ngon. Trời ơi, muối này trời ơi, nó ăn biết muối nào ngon nữa, thật ơi trời. Trời ơi. Ngon ha. Ngon không? Cái muối cầm trên tay này ngon. Mẹ đây cho mẹ ăn muối này cho con, ăn muối măng, muối ngon đi. Đúng rồi, ăn muối ngon này mẹ ăn muối này nha. Muối này cũng ngon nhưng mà không ngon bằng. Ăn hết cơm đi. Trời ơi.
Oh, lightning day, huh? Mm-hmm. Winter thunderstorm. Hi, JD. What you doing, JD? What you doing, JD? Like, I don't. Hey. I don't pay him till last minute. I sent on the 15th. You gotta be careful with this one because she gets scared. I don't want her to snap at her. Sure. Oh yeah, Susie's a good girl, isn't she? Is Susie a good girl? What do you think, Jade? Do you like the puppies? Do you like the puppies? Yeah. There's Sophie. Hi, Sophie. Be nice. Yes. Đây nè cô chú ơi, Jay đang ở nhà. Jay đang ở nhà của ông bà chơi nè cô chú ơi. Jay nãy giờ Jay với con chó này chạy gần chết luôn. Nè, coi cái đó kìa. Thôi, okay. Chi cực vậy Jay? Mày thấy con rất là cực đó Jay. Con có thấy con cực không? Ừ, con thấy con cực không? Nói mày nghe coi. Come here, JD. Come here. Kìa, chó kìa Jay. Cô chú thấy này Jay chơi bộ đồ dữ dằn không? Chơi bộ đồ như Noel không? Chơi cái nơ rồi nữa. Úi trời ơi, trời. Nè, con nhìn con chào cô chú ra coi. Nè, chay. Nhìn chào cô chú cái mày coi coi. Ừ, thấy không? Hôm qua đây nó hả, nhà lạ quá mà. Nó có nhiều chuyện mà nó đi khám phá quá mà. Thôi. Cho nó kìa, đó. Như một con nhái. Đi lên chảnh làm gì? Hả? Đi trên lên chảnh làm gì? Trời, ok. Gần lên tới rồi đó, chay. Chó kìa. Trời ơi, chó nó hung con hả? Ôi, hung con hả? Đưa tay lên. Trời ơi, con nằm kìa. Đi lên, nhảy lên. Yes sir, 3, 4. A-T nè, qua đây nó chạy quá cô chú ơi. A-T này có đồ lên lầu hoài nha, mày đập cho trận nha. Ê, ai trong cái kiến này chay, hả? Ai trong kiến này chay? Come here. Who's in the mirror? Ooh. Thôi, vô đóng chi. Này, mày đóng cái cửa toilet này lại luôn. Quá. Thôi đi. Ơi, nó qua đây như là chim tung cánh vậy, coi chú thấy không? Này không phải cô chú con chó đâu. Thôi cô chú coi. Chú ơi, chó kìa. God bless you. Ôi, đó. Thấy chưa? No, JD. Con này nó lì nè. Trời ơi. Chạy lại đó nữa. Thôi, bây giờ cô chú ơi. Mẹ chơi phải tắt máy thôi, tại vì nó lên đây hoài nên phải tắt máy để giữ nó. Chú máy là mệt với nó. Trời con nó kìa, thân thắt không. Nó là chú bé gì đó. Chú bé lít lắc gì đó. Đôi chân thân thắt đó. Trời ơi, đoạn. Trời ơi. Vậy chó lên nữa kìa chay. Wow, see. She's better than you, Jay đi. Black sheep, yes sir, anymore. Yes sir, yes. Qua đây, qua nhà này sao cái chất lượng, biết sao? Ánh sáng không được lấy, tại vì rất là nhiều đường sáng, everywhere. Nhìn đây kìa.
Con cười của chú coi, nay con cập neo, cập tóc này. Học chịu hả? Bây giờ nó kiếm đường để nó coi nó chỗ nào nó để ý nó đi phá đó cô chú. Thôi bye bye cô chú đi phá. Bye bye cô chú đi rồi phá. Bye bye cô chú đi rồi phá. Uống nước hả? Uống nước không? Rồi uống nha. Này, uống nước nè. Ly nước này là của chị Victoria nè. Ngon không? Đó. Uống nước dữ à. Vậy thôi mẹ chào cô chú ở đây để mẹ tắt máy rồi mẹ làm video clip với lại mẹ cho con ăn rồi. Mẹ giữ con nha. Chứ con hoài chạy quậy quá à. Cái này đâu, cái này uống không có chổng lên vậy. Cứ để im thôi, thôi bây giờ phá rồi nè. Rồi. Trời đất ơi. Con chơi vậy đó, con chơi vậy được không? Con phun ra đầy ướt quần mẹ này kìa, con thấy không? Trời đất ơi. Thôi bye bye cô chú kìa, bye bye cô chú nha. Hẹn gặp không, không muốn nữa. Rồi bye bye cô chú. Ù qua đi. Ù qua đi. Ù qua đi mẹ cho, ù qua đi. Ù qua đi mẹ cho, ù qua cô chú mẹ cho. Ù qua cô chú. Không. Con này Ngọc quýnh đâu, trời.